Lời đầu tiên, xin phép được thay mặt cho đội văn nghệ Lý Phường quận 1 xin gửi đến ban tổ chức, ban giám khảo lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Về tham dự liên hoan thiếu nhi hè phố Phong Trào thành phố Hồ Chí Minh năm 2017, đội văn nghệ Lý Phường Nguyễn Nguyên xin gửi đến liên hoan các tiết mục ca ngợi về thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta. Chương trình với chủ đề đẹp lắm thành phố em. Chương trình gồm các tiết mục: một, thành phố màu xanh, sáng tác Trần Xuân Tiến, biểu diễn tốt ca múa liên phường. Hai, không gian xanh, sáng tác Nguyễn Đức Hiền, biểu diễn tăng ca Quỳnh Hương, diễn Quỳnh Phùng Quyên. Ba, tiết mục múa độc lập, đẹp lắm thành phố em yêu, biên đạo Giáp Phong, biểu diễn múa liên phường Nam Cao Vấn Nghe. Bốn, đèn xanh đèn đỏ, sáng tác Đỗ Anh Hùng, biểu diễn Trọng Tính và múa liên phường. Năm, cuộc sống sẽ vui hơn, sáng tác Đậu Kinh Luân, biểu diễn tốt ca múa liên phường. Kính thưa toàn thể quý vị, thành phố của chúng em được vinh dự mang tên Bác Hồ kính yêu, thành phố Hồ Chí Minh, một thành phố bình minh, thành phố ước mơ, luôn nhộn nhịp, tưng bừng rộn rã niềm vui của trẻ thơ, dưới bầu trời xanh là vầng nắng lung linh, những trò non xanh lá, những bức măng non trưởng thành, tuổi thơ